Bài số 7 trang số 44 em nhé, một bài liên quan đến thực tiễn mà nó hơi 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 lạ một chút. Đặc điểm của những cái dạng bài này đến là đầu bài rất là dài và lạ chứ không phải là khó. Dài vì nó mô tả các vấn đề liên quan đến thực tiễn. Lạ vì nó không theo đúng một cái mô típ nào có sẵn cả. Giống như cái dạng toán mà trước nay chúng ta vẫn cứ hay học thì đấy là đặc thù của những bài thực tiễn và chúng ta phải đọc đầu bài nó hơi mất thời gian một chút. Thế thì quan trọng nhất đối với những bài như thế này là chúng ta phải chọn ra được cái từ khóa, những cái trọng tâm của nó, bản chất của nó. Thôi đầu bài thầy không đọc hết lại nữa nhé, em nên tự đọc trước thì hay hơn. Vì thầy đọc thì nó cũng thế thôi, nó mất thời gian, phải không? Từ bài số 7 này. Khoảng cách từ cái tàu đổ bộ đến mặt trăng được tính theo công thức HT bằng trừ 0,01 t mũ 3 cộng với 1,1 t bình trừ 30 t cộng với 250, trong đó h được tính theo đơn vị là km và t đơn vị thời gian tính bằng 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 giây đúng không? Đấy, và t thì nằm trong phạm vi từ 0 cho đến bao nhiêu em? Đến 70. Đấy, như đầu bài cho chúng ta. Ý A họ bảo là T T đến 0,70 sao cho con tàu đạt khoảng cách nhỏ nhất so với bề mặt của mặt trăng. Vậy chẳng qua là gì? Chẳng qua là tìm T để cho H nó nhỏ nhất. Nó chỉ khác nhau về tên gọi thôi. Lúc này HT là hàm số, còn T là biến số. Nó cũng giống như thằng này là Y, thằng này là X này. Trong lúc học thì chúng ta cứ hay gọi Y với X. Bây giờ bài toán cụ thể thì chúng ta có những cái đại lượng nó cụ thể hơn nhá, thế thôi. Còn trước chúng ta chỉ học tính toán đấy thì nó chỉ là x và y có vậy thôi, ok chưa? Thế thì mình tìm giá trị nhỏ nhất của nó, thì chúng ta đã học cái bài tìm giá trị nhỏ nhất rồi. Để chúng ta tìm gì nhỉ? Đầu tiên là tìm đạo hàm này, h phẩy theo t sẽ bằng đạo hàm cái này sẽ là trừ 0,03 t bình đúng không, cộng với gì? 1,1 t bình thì sẽ là đạo hàm nên sẽ 2,2 t trừ đi 30 đúng không? Trừ đi 30. Thế có phải là cách tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đấy là chúng ta cho cái h phẩy theo t này bằng 0. Giải cái phương trình h phẩy theo t bằng 0 thì con số nó hơi khó chịu một chút. Thì em bấm máy tính đi. Thì sẽ được t xấp xỉ. Em tự bấm nhá. T ở đây thầy bấm sẵn rồi này, T xấp xỉ 18 và T xấp xỉ 55. Chúng ta có quyền nếu mà trong toán thuần túy chỉ là tính toán thôi thì chúng ta để nguyên thể con số. Nhưng trong ứng dụng thực tiễn thì người ta cần những con số cụ thể. Con số cụ thể thì mình sẽ được quyền lấy xấp xỉ. Cái thằng một thằng xấp xỉ 18, một thằng xấp xỉ 55. Em mới tính em sẽ thấy cái đó nhá. Ta làm tròn. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải tính. Thế thì 18 có nằm trong khoảng từ 0 đến 70 không? Có, thỏa mãn. Nhớ không? 55 có nằm trong phạm vi từ 0 đến 10 không? Có, thỏa mãn. Và sau đó chúng ta làm gì nhỉ? Tính giá trị của hàm h theo tại thời điểm t bằng 18, hàm h tại thời điểm t bằng 55, tức là chúng ta có h tại 18. H ứng với t bằng 18 thì em lại bấm máy tính thôi. Vì 18 là giá trị xấp xỉ trên h tại 18, đương nhiên nó cũng là xấp xỉ thì nó xấp xỉ 8,08. Rồi tại thời điểm 55 giây, t xấp xỉ 55 thì h theo t cũng là con số xấp xỉ thôi, lại bấm máy tính nhá. Nó xấp xỉ 263,75. 263,75. Rồi. Và chúng ta tính giá trị h tại hai đầu mũ, tức h tại 0. H tại 0 thay t bằng 0 mà thôi thì nó bằng 250 thì dễ quá rồi. Và h tại thời điểm 70, em thay t bằng 70 vào thì nó ra bằng, để thầy bấm cái đã. 110. Thế họ bảo ta tìm cái giá trị nhỏ nhất. Thì đây. 8,08 chính là cái giá trị nhỏ nhất. Suy ra này, min của HT đứng với T thuộc phạm vi từ 0 đến 70 là bằng
tại thời điểm 18 và bằng 8,08. Và ta đưa ra kết luận là vậy. Họ hỏi gì thì ta trả lời như vậy thôi. Tại thời điểm T bằng 18 giây thì con tàu đạt khoảng cách nhỏ nhất so với bề mặt của mặt trăng, đúng không? Tại thời điểm T bằng 18 giây thì sao nhỉ? Thì con tàu đạt khoảng cách nhỏ nhất so với bề mặt mặt trăng, hay là ở đây điểm T bằng 18 giây là cái khoảng cách từ con tàu đến mặt trăng là ngắn nhất. Đấy. Đến là ý A. Ý B họ hỏi ta gì vậy? B họ bảo là vẽ đồ thị hàm số HT trên trục tọa độ, thì H theo T chính là một cái hàm bậc mấy rồi? Chính là một cái hàm bậc 3. Đây là ý A nhé. Ý B. Vẽ đồ thị thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta đã có y phẩy rồi. Bây giờ chúng ta kẻ cái bảng biến thiên thôi. T chạy từ thời điểm 0 cho đến 70. Đúng chưa? Nó đi qua hai giá trị đặc biệt là 18 và 55. H dòng thứ hai khi h phẩy theo t giống như y phẩy theo x ấy. H phẩy theo t nhé, chữ thầy viết chỗ này hơi khó nhìn đúng không? H phẩy theo t thì viết lại h phẩy. Dòng thứ ba khi h theo t. Tại thời điểm 18 và 55 giây thì h phẩy theo t bằng 0. Em để ý là h phẩy là một cái tam thức bậc hai, và nguyên tắc xét dấu của tam thức bậc hai là trong trái ngoài cùng. Trong khoảng nghiệm thì nó trái dấu với hệ số A, tức trái dấu với trừ 0,03 này này, thì nó mang dấu dương. Tức là từ 18 đến 55 thì h phẩy theo t dương. Ngoài khoảng ấy thì nó cùng dấu với A, tức cùng dấu với 0, âm 0,03 nên nó âm. Vậy là hàm số của chúng ta nghịch biến. Rồi lại đồng biến. Rồi lại nghịch biến. Tại thời điểm 18 thì chúng ta biết là nó đã bằng 8,08 rồi đúng không? 0,8. Tại thời điểm 55, mình vừa tính là ở trên đây t bằng 55 đâu rồi nhỉ? Đây, 55 này, 263,75. 263,75. Tại thời điểm 0 giây thì nó bằng 250, cách bề mặt trăng 250. Tại thời điểm 70, 70 thì nó bằng 110, mình vừa tính ra được rồi. Đúng chưa? Vậy là chúng ta đã phác họa ra cái hình ảnh của đồ thị chưa? Rồi, đến bây giờ chúng ta vẽ thôi. Đấy, không cần tìm lim gì cả, bởi vì T nó có tiến âm vô cùng vô tận và nó có tiến dương vô cùng vô tận đâu. Trong khoảng từ 0 đến 70 chúng ta đã tính đầy đủ cả rồi, đã biết đồng biến, kịch biến và các cực trị rồi. Và đến đây chúng ta có thể vẽ nó ra được ngay thôi. Nhưng mà lưu ý là đơn vị trên trục hoành không phải là 1 giây mà là gì? 10 giây, tức là mỗi một cái đấy có nghĩa là sao? Đơn vị trên trục hoành là mỗi một cái nấc này này. Đấy, là tương ứng với 10 giây. Vậy thì chỗ này không phải nào, chúng ta thường tính này 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Thì chỗ này là 10 này, chỗ này là 20 này, chỗ này là 30 này, chỗ này là 40 này, chỗ này là 50 này, chỗ này là 60 này, và chỗ này là gì? 70 này. À, còn đơn vị trên trục tung là 50 km, tức là mỗi nấc này tương ứng với 50 km. Đấy. Mỗi đơn vị này là 50. 50 thì 100, 150, 200. Đấy. Khi liên quan đến thực tiễn thì chúng ta có cái chuyện này, thông thường thì chúng ta cứ 1 2 3 4 5 6 7. Xong lại đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng không? Đấy, cứ mỗi một đơn vị. Nhưng mà đối với các bài toán thực tiễn thì không thể như thế được, bởi vì ví dụ như kiểu là trong tình huống này chẳng hạn, mà nếu mà 70 thì cái trục này nó sẽ rất là dài. Tính theo đơn vị giây mà cứ mỗi nấc là 1 giây thì nó sẽ rất là dài, phải không? Hay là những cái thực tiễn nữa như kiểu là thu nhập bình quân đầu người chẳng hạn. Cột này, trên này là người thì cột phía này là gì? Như tiền của Việt Nam mình nó là triệu đồng chẳng hạn, mà chẳng lẽ lại cứ một nấc một đồng thì 1 triệu thì nó giải ra tít mù khơi nào đó thì không được, phải không? Kiểu kiểu như thế, để cho em làm quen dần với cái chuyện mà vẽ đồ thị của các bài toán thực tiễn này. Cái này không này, cái này là t này, vẫn là đơn vị theo giây thôi, nhưng mà mỗi nấc của nó là gì? Là 10 chứ không phải là một. Cái này vẫn là h này, vẫn là tính theo đơn vị km này, nhưng mà mỗi nấc của nó không phải là một mà là 50, từng cái 51.
Được không? Thế bây giờ chúng ta vẽ thôi. Đâu nhỉ? Ta nhìn vào bảng biến thiên, tiếc là nó lại ở hai mặt giấy nên nhìn nó hơi khó chịu một chút. Đi từ 250 ứng với thời điểm 0 thì nó có điểm rồi, chứ mà 0 thì nó bằng 250, 250 ở trên đây. T bằng 0, H bằng 250. T bằng 18. 18. 18 thì 18 thì H bằng 8,08. Chia tỷ lệ này cũng hơi bất tiện một chút. 1, 2, 3, 4, 5. Đây. 8,08. Đấy. Có thước thì thước với độ chính xác mm đấy. Thì em chia cho nó đều đặn hơn nhé. Ở đây thì hướng dẫn minh họa thôi cho nên là có thể là nó cũng không được được xinh cho lắm, không? Vẽ nó không được xinh cho lắm rồi. Ở đây ở điểm 55 giây thì nó bằng 263. 55 đâu? 50. Đây 60 đây thì 55 ở chính giữa. 260 250 đây, 300 đây thì 263 nó ở trên cái chỗ này một chút. Em chia cho tỷ lệ cộng thêm 10 đơn vị nữa. Được chưa? Đấy. Thế thôi. Đây tới điểm 70 giây thì 70 đây. 70 giây đây thì nó bằng 110, 70 đây, chỗ này 110 thì nó nhích lên đây một chút. Đấy, đây nó tôi đánh dấu các điểm đặc biệt, điểm này 1, điểm này là 2, điểm này là 3, điểm này là 4, đồ thị của chúng đi xuống, rồi đi lên, rồi đi xuống. À, đi xuống, nhưng nhớ nó là đường cong. Và nó là đường cong trơn. Được chưa? Đường cong trơn. Thế thôi, đến đây là kết thúc. Đường cong trơn thì nhớ rằng là đoạn này nó lõm mà. Lõm, xuống đến điểm cực tiểu đúng không? Thấp nhất. Xuống đến đây nó vẫn tiếp tục lõm này. À, đến đây nó chuyển giữa đây thì nó chuyển từ lõm sang lồi. Lồi lồi. Còn tại sao lại được cong trơn và tại sao lại lõm lồi thì em tạm thời thừa nhận thầy cũng có cái ý tưởng là khi nào đó sẽ làm cái clip để chứng minh cho các em cái chuyện này. Chứng minh chỉ là để tham khảo thêm thôi, cho nó vui thôi. Chứ thi cử thì không đâu. Nhá, thế là xong thôi. Xong gì thôi. Xong ý B. Đến ý C. Chờ thầy uống một ngụm nước đã bởi vì thầy có giữ thầy khát nước ạ. C và ta gọi VT là vận tốc tức thời của con tàu từ khi đốt cháy tên lửa hãm. Để xác định VT tức là IC họ bảo xác định công thức tính vận tốc tức thời thôi. Vận tốc tại thời điểm cụ thể nào đó thôi. Đây chúng ta nhớ lại này, để thầy viết nháp nhé. Vận tốc tức thời theo công thức là gì? V thì bằng V V theo T thì bằng gì? X phẩy theo T. Phẩy theo T. Hay là bằng S phẩy theo T cũng vậy. Vận tốc thì bằng đạo hàm bậc nhất của quãng đường theo thời gian. Thế đây quãng đường là người ta nó chính là h đấy. Cho nên là vận tốc nhá, tức thời chính bằng h phẩy theo t, có vậy thôi. Chứ không có gì khó cả. H phẩy theo t thì đâu? T đây. H phẩy thì thực ra mình cũng đã tính rồi chứ. Bằng trừ 0, cái này mà đạo hàm thì bằng trừ 0,03 t bình. Trừ 0,03 t bình. 1,1 t bình mà đạo hàm thì là cộng 2,2 t. Và trừ 30 t đạo hàm thì thành trừ 30. Có vậy thôi. Còn 250 đạo hàm thì bằng 0. Lúc nãy mình cũng đã tính ở bên này rồi đấy chứ. Phải không? Vậy thôi. IC thì nó chỉ là vậy thôi. ID. Có bảo là vận tốc tức thời của con tàu từ lúc đốt cháy tên lửa hãm là bao nhiêu? Tại thời điểm T bằng 25 giây là bao nhiêu? Thì lúc bắt đầu thì tức là T bằng 0. Tôi bảo là tại thời điểm bắt đầu đốt cháy tên lửa bắt đầu nhiên liệu bắt đầu đốt cháy nhiên liệu ứng với thời điểm T bằng gì? Bằng 0 thì dẫn đến là gì? V theo T sẽ bằng vận tốc của nó bằng bao nhiêu nhỉ? Đây thay V bằng 0 vào đây là bằng âm 30 km trên giây. Đó. Vận tốc âm đây ám chỉ là nó
đi ngược chiều so với chiều ta quy ước là dương, thế vậy thôi. Nè. Ừ. Thì phần kiến thức vật lý thầy đã giải thích rõ cái khái niệm thế nào là vận tốc và thế nào là tốc độ rồi. Nếu mà chưa rõ thì em có thể gõ vào YouTube là gõ là sự khác nhau giữa vận tốc và tốc độ Nguyễn Văn Tây, ghi vào đấy thế là nó sẽ ra cho em sự khác nhau giữa vận tốc và tốc độ, xong là ghi cái tên là Nguyễn Văn, tên thầy vào đấy, Nguyễn Văn Tây, thế là nó sẽ ra cái clip thầy có giải thích cho em cái chuyện tại sao vận tốc âm dương, nếu mà tò mò mà chưa hiểu, nhưng còn hiểu rồi thì thôi. Đến đâu rồi nhỉ? Ta đang ý D đúng không? Tại thời điểm T bằng 25 giây. Tại thời điểm 25 giây. 25 giây. T bằng 25 suy ra V tại thời điểm 25 bằng, thay T bằng 25 vào thì ai mà chẳng thay vào được đúng không? Nó sẽ bằng 6,25 km trên giây. 6,25. Thay vào đây này. Thay T bằng 25 này nhá, nếu chưa rõ em này, trừ 0,03 nhân với 25 bình phương cộng với 2,2 nhân với 25 trừ đi 30. Xong là tính tay thì tính nhân máy thì ấn vào không? Nó sẽ ra 6,25 đơn vị km trên giây. Thế thôi. Thế thì ý D. Ý A. Tại thời điểm 25 giây, vận tốc tức thời của con tàu vẫn giảm hay đang tăng? Đấy. Yeah. Ứng với thời điểm 25 giây, vận tốc tức thời của con tàu giảm hay tăng, câu này có nghĩa là làm sao? Ở thời điểm 25 giây, người ý người ta muốn hỏi là lúc này vận tốc của nó đang có xu hướng giảm xuống hay đang có xu hướng tăng lên. Vậy muốn một đại lượng muốn biết nó giảm hay tăng thì chúng ta tính đạo hàm của nó. Muốn biết VT đang giảm hay đang tăng thì chúng ta tính V phẩy theo T. VT đâu? VT đây. Vậy V phẩy theo T sẽ bằng trừ VT đây nhá. Vậy V phẩy theo T sẽ trừ 0,03T bình, mà bình phương sẽ là 0,06T. 2,2T đạo hàm nên sẽ hàng còn 2,2. Vậy muốn biết nó đang tăng hay đang giảm thì chúng ta thay cái t bằng 25 vào, t bằng 25 dẫn đến v phẩy theo t sẽ bằng trừ 0,06 nhân với 25 rồi cộng với 22 đúng không? Bấm máy tính vậy. 6 5 30 với 0 nhớ 3, 6 2 12 nhớ 3 15 đúng không? Hai số sau số phải, trừ 1,5 cộng với 22 đấy, trừ 1,5 cộng với 22 thì bằng 20,5. H phẩy theo t là v phẩy theo t bằng 2,5. V phẩy theo t chính là gì, về bản chất vật lý chính là gì đấy em? Chính là gia tốc ấy nhá, chính là gia tốc. A bằng V phẩy theo T và bằng 20,5. Tức là ở thời điểm 25 giây là nó gia tốc đang dương, đang lớn hơn không. Điều này chứng tỏ là vận tốc đang tăng, vận tốc tức thời đang tăng. Đang tăng. Ok chưa? Đấy. Thế thôi, thế là xong cái bài số 7 thầy vừa làm, thầy vừa giải thích cho nó mất thời gian một tí nha.
Ủa?